Công ty Dược liệu Hòa Bình xin kính chào tất cả mọi người Đấy Thì đầu xuân năm 2023 là năm mới rồi Thì Công ty Dược liệu Hòa Bình xin kính chúc tất cả mọi người Luôn có sức khỏe dồi dào và thành công trong mọi lĩnh vực Đấy Thì video hôm nay mình rất hân hạnh được giới thiệu và chia sẻ tới mọi người Một cái sản phẩm mới của bên Công ty Dược liệu Hòa Bình của bên mình Đấy, Đó là chính là sản phẩm Uh, cao xạ đen Hòa Bình. đấy thì sản phẩm cao xạ đen này thì mình uh, đợt này làm uh, có bao bì rất là cẩn thận và đóng vào uh, hộp cũng như là có tem mác uh, chống hàng giả và tem mác của bên công ty bên mình đấy, để cho mọi người mua hàng thì uh, uh, sẽ tiện lợi hơn và tránh mua phải cái sản phẩm nhái, sản phẩm hàng giả đấy. Đây, đây là cái lọ cao thì bên mình đã phải uh, uh, bọc cái lọ cao này rất rất cẩn thận bằng uh, uh, cái màng bọc chống sốc nhé. Việc bọc như thế này thì uh, sẽ đảm bảo được uh, khi vận chuyển thì sẽ không làm uh, vỡ lọ cao. Đấy, vận chuyển đi xa thì khi đến với người tiêu dùng thì sẽ đảm bảo được uh, chất lượng và không bị vỡ lọ. Uh, vỡ một lọ này là uh, vừa uh, khách vừa không có dùng mà lại uh, tốn kém rất là nhiều chi phí vì vậy bên mình đã phải bọc rất là cẩn thận nhé đây, đây mình bóc ra cho mọi người xem này đấy đây là uh, cái lọ cao sợ đen của bên uh, công ty bên mình đấy có uh, tem mác địa chỉ công ty địa chỉ sản xuất nơi sản xuất số điện thoại logo này, hình ảnh đây mình mở ra nhé ở bên trong này thì uh, có một lớp uh, màng siêu đấy để uh, Bảo quản cao được tốt hơn Tránh uh, hiện tượng mốc Và uh, ẩm cao Đấy đây, Mọi người quan sát nhé Đấy, Nếu mọi người có nhu cầu muốn mua Cao sạ đen thì hãy liên hệ ngay Với bên công ty bên mình nhé